Dạ vâng, chào mừng toàn thể quý vị khách hàng đã quay trở lại với kênh bán hàng, quay video giới thiệu sản phẩm của cơ sở đồ gỗ nội thất Yuen. Trong video clip ngày hôm nay, cơ sở đồ gỗ nội thất Yuen xin trân trọng gửi đến quý vị khách hàng bộ sản phẩm bộ ghế Âu Á Trương Uốn Thư được làm bởi chất liệu gỗ hương đá Lam Phi. Và bộ sản phẩm này thì gồm 6 món, gồm một đoạn dài, hai ghế đơn, một bàn, một đùn kẹp và một đùn con. Và những ai mà đang quan tâm đến mẫu Âu Á Trương Uốn Thư này thì dành ra khoảng vài phút em xin giới thiệu qua những đường nét chi tiết của bộ sản phẩm này cho tất cả mọi người cùng xem. Dạ, trước mắt quý khách hàng đây là chiếc đoạn dài. Chiếc đoạn dài này thì bên em quyết thức là dài là 2m50, cao là 1m2 và độ sâu của nó là 62. Hàng là phân khúc hàng liền, từ trương cho đến cột cho đến ván mặt đều là liền, ván mặt liền và dày phân rưỡi, chọn vần vèo cực kỳ tỉ mỉ và tinh kỹ. Một khuôn chành của nó thì dày 2 phân rưỡi, khuôn chành dày 2 phân rưỡi, yếm của nó thì dày 2 phân rưỡi, còn chân của nó là chân 10, còn vách của nó là vách trơn, được chọn vần vèo cực kỳ kỹ lưỡng và tỉ mỉ mọi người nhé. Còn tiếp theo đến thằng trường thì dạng là trường liền xoáy, đây mọi người có thể nhìn qua những đường xoáy rất là to tròn, cực kỳ to tròn. Và cái phần xương này của bên em thì dày tới 4 phân mọi người nhá, xương dày 4 phân. Còn tiếp theo đây là hàng cột là cột 12, thuộc dạng cột liền móng đó, cột liền móng. Còn tiếp theo đây là hai chiếc ghế đơn này thì cao 1m2, dài 1m và độ sâu là 62. Hàng chọn vân veo tinh kỹ tỉ mỉ, cực kỳ là chất lượng, gỗ thì cực kỳ là đều màu, từ được những đường nét chỉ là nhỏ nhất thôi cũng được bên em làm cực kỳ là tinh kỹ và tỉ mỉ để tạo lên một bộ sản phẩm có đẳng cấp như này. Đấy, hai chiếc ghế đơn cơ sở bên em vân veo, quý vị khách hàng có thể nhìn thấy nổi cực kỳ đẹp, những dáng vân tròn và những dáng vân núi nổi cực kỳ là đều, cực kỳ là tinh, cực kỳ là sắc sảo và được hoàn thiện bởi lớp sơn BU7, một loại lớp sơn đá cực kỳ hot và cực kỳ chất lượng ở trên thị trường. Còn tiếp theo đây, chiếc bàn này thì bên quy thức là 75 x 1m47, ván mặt trơn và dày phân rưỡi. Còn khuôn chành thì dày 2 phân rưỡi rồi. Còn hai bên thì có một chân kéo, hoàn thiện tinh kỹ từ trong ra ngoài, những đường nét dù là nhỏ nhất thôi cũng được bên em làm rất là kỹ càng. Còn tiếp theo đây, chiếc đùn kẹp này thì mình có kích thước là 40 x 75, dáng đùn kẹp đây, ở trong đùn kẹp, ở đầu của đùn kẹp thì như mọi bộ sản phẩm khác đều có chiếc ngăn kéo, hoàn thiện tinh kỹ tỉ mỉ dù là nhỏ nhất từ trong ra ngoài. Đây, dáng đun kẹp em quay cận cảnh hơn, đường nét đun kẹp cho mọi người cùng xem qua. Còn tiếp theo đây là chiếc đun con này thì bên kích thước 40 x 40, đây chiếc đun con kích thước 40 x 40, đó dáng đun con. Và vừa rồi thì em cũng vừa giới thiệu qua xong những đường nét chi tiết của bộ sản phẩm này cho tất cả mọi người cùng xem. Và những ai mà đang quan tâm đến mẫu Âu Á Trương Uốn Thư này thì hãy trực tiếp liên hệ qua số 0988 685 625 hoặc liên hệ qua website của cơ sở bên em nội thất yuen.com để được tư vấn sâu hơn và kỹ càng hơn của các mẫu sản phẩm cho tất cả mọi người cùng xem. Và sau đây em xin đóng video tại đây thôi. Hẹn tất cả mọi người vào các video tiếp theo của cơ sở bên em. Giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.